tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, hay còn được biết đến với tên Đối thoại Shangri-La 2019, được tổ chức ở Singapore từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã phát biểu về vấn đề cạnh tranh là một tồn tại khách quan, đang và sẽ tiếp tục hiện hữu, có thể dẫn đến đối đầu, thậm chí là xung đột. Theo ông Lịch, trước các thách thức an ninh phức tạp, thì vai trò của Việt Nam và các nước rất quan trọng, đặc biệt là các nước lớn. Tuy nhiên, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã không hề nhắc đến chính sách 3-0 của Việt Nam như tại đối thoại Shangri-La hồi năm 2018. Chính sách 3-0 của Việt Nam bao gồm không tham gia các liên minh quân sự với bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Câu hỏi được đặt ra là liệu Việt Nam có muốn duy trì chính sách 3-0 này không? Trao đổi với chúng tôi từ Hà Nội về vấn đề này hôm 4 tháng 6 năm 2019, Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, viện phó viện nghiên cứu các vấn đề phát triển VIDS nhận định. Thế còn tôi nghĩ cái hợp lý nhất ấy, thì ở đây nó có một cái vấn đề là lần này ta thấy đó, là Việt Nam không nhấn mạnh lắm đến cái chính sách 3-0. Thì tôi cho rằng đây có thể là một cái vì Việt Nam đã trong một tưởng có nói đến cái chính sách cái sách trắng quốc phòng rồi, cho nên ông không lặp lại cái này, nhưng cũng có thể đây là một cái biểu hiện, một cái điều chỉnh. Chính sách 3-0 mới làm liên tưởng đến chính sách 3-0 thời chiến của Việt Nam. Chính sách 3-0 của Việt Nam ngày đó là không ủng hộ Trung Quốc bỏ Liên Xô trong liên kết, không để Trung Quốc can thiệp quân sự vào Việt Nam, không ủng hộ vị thế không hòa bình của Trung Quốc. Còn chính sách 3-0 mới cũng có thể được hiểu là không liên minh với Mỹ để chống Trung Quốc, hai cường quốc của thế giới. Việt Nam từng nhiều lần xung đột với Trung Quốc và cũng đã từng xung đột với Mỹ. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu độc lập từ Singapore, nói với Đài Á Châu Tự Do hôm 4 tháng 6 năm 2019 liên quan vấn đề này. Mặc dù là hiện nay cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện, nhưng ở trong đấy giữa Việt Nam và Trung Quốc lại có cái quan hệ tranh chấp về chủ quyền ở trên Biển Đông. Thì hai bên đã có những cái thỏa thuận về mặt nguyên tắc rằng làm sao mà giữ được cái đảm bảo được việc xử lý cái mâu thuẫn này, tránh xảy ra một xung đột giữa hai nước, giữa Trung Quốc và Việt Nam, hay là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đấy là một cái thỏa thuận. Và cái thỏa thuận này cũng là rất hợp lý vì Việt Nam nó so với Trung Quốc thì còn nó nhỏ hơn, nên là khó mà để xảy ra một cái cuộc xung đột để rồi thì Việt Nam có thể một mình mà đánh thắng được cái Trung Quốc trong cái xung đột đó. Đấy. Thì trong khi đó thì đối cái phản ứng của Việt Nam là không thể quá mạnh mẽ được, bởi vì là không thể thách thức người ta là phải xử lý thật nhanh cái việc này. Hiện Việt Nam và Trung Quốc đang có tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông, đôi khi bùng lên thành những xung đột nhỏ. Ví dụ điển hình là vụ Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào vùng biển đang tranh chấp với Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa hồi năm 2014. Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng đã gây sức ép lên Việt Nam và các công ty nước ngoài khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam. Trong khi đó, Hoa Kỳ là nước từng nhiều lần lên tiếng phản đối Trung Quốc về các hoạt động đơn phương và quân sự hóa khu vực Biển Đông. Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump xác định các cơ sở quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông là đe dọa chủ quyền của các quốc gia khác, đồng thời gây mất ổn định khu vực. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do từ Sài Gòn hôm 4 tháng 6, nhà nghiên cứu Biển Đông Thạc sĩ Hoàng Việt đưa ra ý kiến của mình. Về cái chính sách đối ngoại thì tôi nghĩ rằng Việt Nam bây giờ vẫn đang đi đúng hướng. Một mặt Việt Nam vẫn thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ. Chúng ta thấy gần đây nhất là phía Hoa Kỳ đã bán một số cái vũ khí đầu tiên cho Việt Nam, đó là 6 chiếc máy bay không người lái đấy. Thế thì trong tương lai có lẽ là mối quan hệ Việt Nam sau Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy hơn rất nhiều, bởi vì Việt Nam cũng cần mua những cái vũ khí chất lượng cao hơn để mà bảo vệ phục vụ cho cái việc là nâng cấp sức mạnh quân sự, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà nguy hiểm này. Mà đương nhiên cái việc nâng cấp sức mạnh quân sự này chủ yếu là để phòng vệ, đặc biệt là phòng vệ trên biển. Việt Nam đang cần muốn tăng cường cái mức này. Cho nên tôi nghĩ rằng vẫn là cái điều mà nó vẫn bị đúng hướng. Thế còn đương nhiên, đối với quan hệ với Trung Quốc thì Việt Nam vẫn luôn luôn ở cạnh Trung Quốc. Cho nên là ngay cả Hoa Kỳ cũng hiểu cái điều đó, cái thế của Việt Nam. Cho nên Hoa Kỳ cũng muốn thúc đẩy cái quan hệ với Việt Nam, chứ không buộc Việt Nam phải chọn cái hướng là phải chọn ai.
Thế thì trong tương lai có lẽ là tôi nghĩ rằng là một mặt là Việt Nam vẫn duy trì cái mối quan hệ với Trung Quốc nếu là điều cần thiết. Nhưng mà thứ hai thì Việt Nam sẽ thúc đẩy nhiều mặt hơn nữa với Hoa Kỳ, cả về kinh tế, cả về quân sự và đặc biệt là về quân sự. Vào tháng 7 năm 2013, Việt Nam và Hoa Kỳ đã xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, tiếp xúc ở tất cả các cấp và ủng hộ việc tăng cường các cơ chế đối thoại và hợp tác. Vào tháng 5 năm 2016, Mỹ đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam sau 40 năm dựng rào chắn. Sau đó, Mỹ cũng nhiều lần cung cấp thiết bị quân sự cho Việt Nam như tàu tuần tra biển. Và mới đây nhất là vào ngày 1 tháng 6 năm 2019, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết công ty Intitu của hãng máy bay Boeing đã nhận được một đơn đặt hàng 6 chiếc máy bay trinh thám không người lái của Việt Nam trị giá gần 10 triệu đô la. Theo giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, căn cứ vào tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Mỹ hồi tháng 5 và tháng 11 năm 2017, Việt Nam rõ ràng được xem là đối tác mà Hoa Kỳ có thể làm việc về các vấn đề an ninh khu vực. Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ đề cập rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi cam kết với các đồng minh và thiết lập quan hệ đối tác như là hành động ưu tiên hàng đầu của họ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ cũng đề cập đến Việt Nam cùng với Indonesia, Malaysia và Singapore là các đối tác kinh tế và an ninh ngày càng tăng của Mỹ. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2019 tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cũng cho công bố bản báo cáo về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam cũng được đặt vị trí rất quan trọng. Có ba quốc gia Đông Nam Á được nhắc đến không tính Singapore là Indonesia, Malaysia và Việt Nam, trong đó Việt Nam được đặt lên hàng đầu. Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, vai trò của Việt Nam trong Shangri-La thì cũng như mọi lần, nhưng trong bối cảnh này, vai trò của Việt Nam nổi trội hơn, đặc biệt là Hoa Kỳ đang muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới, đó là đối tác chiến lược toàn diện. Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn muốn giữ Việt Nam trong tầm ảnh hưởng của mình. Vào năm 2010, tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN, ARF, Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi đó là bà Hillary Clinton đã lên tiếng xác định lợi ích quốc gia của Mỹ trên Biển Đông bao gồm quyền tự do hàng hải, quyền tiến vào các vùng biển chung của châu Á và sự tôn trọng luật quốc tế tại khu vực Biển Đông. Đây được coi là một thành công của Việt Nam khi đã khiến Mỹ tuyên bố có quyền lợi thiết thực tại Biển Đông. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nhận định. Còn trong quan hệ với Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rất rõ là trong các cái tuyên bố giữa nguyên thủ Việt Nam, giữa những người lãnh đạo Việt Nam với Tổng thống Mỹ đó, thì trong 4 năm cái tuyên bố đó thì đều có khẳng định cái điều là Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Như vậy ở đây thì rõ ràng không phải là đơn giản chỉ là vấn đề DJ, mà đơn giản là Việt Nam tạo dựng được một cái cơ chế cân bằng đầu giữa các nước lớn, không phải chỉ có giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc mà ngay cả với EU, với cả Nhật Bản vân vân. Thì Việt Nam đã làm tốt cái chuyện này theo tôi nghĩ. Thế thì ở đây nó có một cái vấn đề là gần đây đó, thì do cái Trung Quốc nó có những cái tung tự tác hơi quá ở trên Biển Đông trong vấn đề gọi là gì đó, trong cái vấn đề quân sự hóa đó. Thì ta phải thấy rằng rõ ràng là ở đây nó có những cái biểu hiện là Việt Nam giãn cung và xích lại gần Mỹ hơn. Và trong cái đối tác toàn diện Việt Mỹ đó thì các cái yếu tố chiến lược, các cái yếu tố hợp tác chiến lược ngày càng nổi trội. Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng, thật ra trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ luôn luôn có cái bóng của Trung Quốc đằng sau. Nếu không có cái bóng đe dọa của Trung Quốc, thì Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện từ lâu. Ông nói tiếp. Vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là Việt Nam hết sức phải khéo léo, bởi vì một cái điều mà Trung Quốc luôn luôn lo ngại đó là Việt Nam sẽ đi theo, tức là theo cách của Trung Quốc nói là Việt Nam đi theo Mỹ, hùa với Mỹ để chống lại Trung Quốc. Và Việt Nam luôn luôn phải giải thích với Trung Quốc rằng cái việc phát triển quan hệ với Hoa Kỳ đó là cái việc bình thường và nó không nhằm là cái việc chống lại Trung Quốc. Vào tháng 5 năm 2008, Việt Nam-Trung Quốc đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trên cơ sở phương châm 16 chữ vàng, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, và tinh thần bốn tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Ngay trước đối thoại Shangri-La năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Trung Quốc sang thăm Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 năm 2019.
Chuyến thăm diễn ra ngay trong lúc Trung Quốc và Mỹ đang có mối quan hệ rất căng thẳng. Ông Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên chính thức thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, khi trả lời Đài cho Tự do cho rằng, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, thì Trung Quốc cần sự ủng hộ hay ít nhất là thái độ trung lập của các quốc gia khác để họ không ngã về phía Mỹ để chống lại Trung Quốc, ông nói. Trong bối cảnh mà căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng thì chúng ta có thể thấy rằng là Trung Quốc sẽ cần cái sự ủng hộ hay là ít nhất là cái thái độ trung lập của các cái quốc gia khác để mà họ không có ngã về phía Mỹ để chống lại Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng là từ quan điểm của Bắc Kinh đó, thì Việt Nam có thể là một cái đối tác tương đối là quan trọng trong các cái tính toán này của họ. Chính vì vậy mà Trung Quốc có thể là vẫn muốn duy trì và phát triển các cái mối quan hệ với Việt Nam. Trong bài phát biểu của mình tại đối thoại Shangri-La, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói rằng các nước ở khu vực không muốn lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Rõ ràng nếu phải lựa chọn, đây chắc chắn cũng là một lựa chọn khó đối với Việt Nam.